Rồi, đi vô thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông rồi. Sắp đến biển báo, tốc độ giới hạn 50 km/h. Đây là cái trục đường chính của thành phố Gia Nghĩa này. Là trục đường chính nhưng mà nó nằm trên quốc lộ 14 luôn. Đi thẳng tiếp là đến Buôn Mê Thuột. Đấy thì có cái đoạn rồi những quẹo dân nghĩ là bên phải đúng không? Bên phải. Bên đây có cái. Ở đây đường lộ. Rồi thì nhà cửa thì không có đông nhưng mà đường xá thì rất đẹp. Ở thành phố Gia Nghĩa đó. Tường rộng. Thành phố Gia Nghĩa là trung tâm của tỉnh Đắk Nông. Là cái tỉnh lỵ cuối cùng được lên thành phố. Hồi trước đây là nhiều cái tỉnh có thị xã rồi nhưng mà bây giờ là tỉnh nào ở Việt Nam cũng có thành phố hết. Ở thành phố Gia Nghĩa là thành phố cuối cùng của tỉnh lỵ. Thì cuối cùng của Việt Nam được lên thành phố. Giờ với anh nó có một Gia Nghĩa có một cái cả một cái cầu vượt á. Cái cầu vượt bắc qua quốc lộ 14 xíu đi ngang qua. Cầu vượt nó quẹo vô trong trung tâm. Đặc điểm Gia Nghĩa này nó vẫn còn vùng cao cái đó là nhà cũng thấp không à. Cái đường này là đường quốc lộ 14 nối luôn đến Buôn Mê nhưng mà nó trong cái nội đô của thành phố Gia Nghĩa cho đó nó gọi là đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành à, mình quẹo phải đây bắt đầu mình vô Gia Nghĩa đây nè, cũng có con đường này quẹo phải đây này cũng vào trong được. Có các bạn kính chào quý khách kìa. Thành phố Gia Nghĩa kính chào. Cái ngã ba này à, trước bạc á đường Lê Dũng, trước mặt đó là đường ngã quẹo là đường Lê Dũng à, quẹo qua phải đây là đường Lê Dũng, mình cũng vô được trung tâm thành phố Gia Nghĩa này. Đây đường Lê Dũng đây đó. Duy nhất con đường này cái cầu vượt nhưng mà cầu vượt cái xấu đâu có gì đâu đẹp. Hồi nãy mới đi ngang qua cầu vượt nhưng mà cầu tạm nó dừng xây, nó xây khá là lâu luôn rồi, xây chục năm nay nó xe khách đây là 48 Đắk Nông. Khó nhìn bây giờ khu hành chính bên tay trái á, có cái đường hồi nãy là đầu kia có cái đường vô á, đường này tỉnh Lùng La nó nằm bên đó, mà nó địa hình nó đồi núi nha, chập trùng á, hai bên phải trái nó đều sụp xuống á nhá, giờ nó vô nó bố trí cái khu hành chính kia. Cái đường này nó cũng khá dài à. Vui lòng giảm tốc độ. Đó đây, bên phải khu hành chính. Lấp ló trong bên trái đây có còn sẽ có một con đường đó, từ trung tâm hành lấp
cái vòng xoay. Trung tâm trung tâm đi ra. À, quẹo phải đi vô trung tâm này nè, cái vòng xoay này đây, quẹo phải từ từ. À. Vòng xoay này cũng lớn nha. Tốc độ giới hạn 50 km/h. À, vô khuôn viên. Tốc độ giới hạn 60 km/h. À, cái hoa này giống hoa nhà mình nè, mà tím tím nè, đẹp á. Hoa nó có sức sống tốt. Đường này nó có cái vòng xoay nãy đẹp, nó lại ngang qua cái cầu vượt, nhưng mà cái cầu vượt thì nãy mình quay mình bấm tạm dừng mất. Nhìn chung thì hai bên nó cũng, nhưng mà cái cầu vượt nó nhỏ, ít phố xa. Đường nó đẹp thôi nhưng mà hai bên nó cũng dân cư thưa thớt, nhưng mà đi vô trong thành phố chút thì đỡ, đi vô vô trung tâm. Còn cái đường này vẫn là đường bên ngoài thôi, bộ mặt bên ngoài. Để mà dân đi xuyên tỉnh á, thì từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, ngoài đi Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, thì đi ngang qua Gia Nghĩa, thì ngang qua cái đoạn đường này, đoạn đường quốc lộ 14 rồi gọi là, đây là đường Nguyễn Tất Thành này. Nhưng đây cách Đắk Minh còn 66 cây. 66 cây này đến Đắk Minh nhỉ. Cái đoạn đường bắt ngang qua Gia Nghĩa là đoạn đường này dài và đẹp ha. Dài á, khá là dài. Đó, trước mặt hình như là có cái cổng phòng trà hả bọn. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Rồi, xin kính chào và tạm biệt. Rồi. Đến cổng chào tạm biệt. Rồi đến cái cổng chào này chuẩn bị chắc không có tạm biệt mà nó, yeah, nó cái cổng chào này. Nó chào bên kia. Cổng chào, hết cổng chào. Hết cái đường này là coi như là chính xác là hết trung tâm Gia Nghĩa. Tốc độ giới hạn 80. À, như vậy là chúng ta đang đi trên đường quốc lộ 14, bây giờ tiếp tục là trở lại là đường quốc lộ 14 rồi đó, không gọi là đường Nguyễn Tất Thành nữa. Chúng ta đang đi trên đường quốc lộ 14 thành phố Gia Nghĩa.